cảm ơn chị nha các bạn. Cảm ơn chị Gò Vấp nha. Chào tất cả các bạn. Đây là con đường bạn của chị. Em đuổi vào. Cảm ơn chị đã nhập cứu vào khung giờ 5 giờ. Tầm 5 giờ đến 6 giờ là thời điểm khách đường cấp Sài Gòn rơi lên. Và đó, đường rơi, cấp cứu luôn chạy lên lề luôn. Chạy lên lề luôn. Lên. Được rồi, đi làm rồi là đi 30 phút. Giờ đi tầm tiếng một đô. Nhanh rồi. Đường tắt giao thông các bạn ơi. Hồi nãy đi làm chạy thì đường tắt giao chạy thì mắc hẹn từ luôn. Rồi rồi được bao giờ thì mắc hẹn được rồi. Đây là bình thường các bạn, trời mưa là thôi rồi. Xin con. Đây là thôi chết. Nhắc tới đường xong anh chị các bạn biết là có cái gì nữa vào không? Cảm ơn chị. Mình sống hơi rất xa. Chị bình thường. Có biết cho con. Mình sẽ từ bắt. Bắt từ từ. Đầu tiên nhất là cảm ơn chị đó là anh ta là người từ 8 trên các bạn. Và cà phê tư viên. Đây là hai quán cà phê nổi tiếng của Sài Gòn và có một cái view tự động và đẹp. Thì mình cũng có cơ hội đến đó 2 lần rồi. Mắc quá. Đây, cà phê tâm lý cho đàn em rất là tâm. Đưa một cái biệt thự. Nếu một cái là thì nếu là mình đi qua rồi thì hầu đưa luôn thôi nhá. Hay là anh em tạm biệt và chúc các bạn trên kênh Vlog Hoàng Gia một ngày qua đẹp trời. Đừng quên subscribe, like ủng hộ mình nha.
thành có đồng được tiếp tục những điều tiếp theo.